Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Phi Hùng sẽ giới thiệu và chia sẻ tới mọi người một bài tập thiền thư giãn mà Hùng đã được học và trải nghiệm từ người thầy của mình, đó là thầy Rathi. Bài tập thiền này từ ông Patanjali là bước thứ 5 trong 8 nhánh yoga, mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần, giải tỏa sự căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng, đem đến sự bình an trong tâm trí, giúp chúng ta sống chậm lại và nhìn xa hơn mọi sự việc diễn ra xung quanh ta dưới con mắt và suy nghĩ sáng suốt, tích cực và bình thản. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà Hùng mong muốn mang lại cho mọi người để chúng ta có một cuộc sống an lành và hạnh phúc hơn. Trước hết, khi tập thiền thư giãn, hãy chọn mặc những bộ quần áo thật thoải mái, tháo bỏ tất cả đồ trang sức có thể gây khó chịu cho cơ thể lúc nằm thư giãn. Thứ hai, nếu tập trung với một ai đó, khi kết thúc bài tập, nếu lỡ bạn tập có chìm sâu vào giấc ngủ, chúng ta đừng nên đánh thức, hãy để bạn tự thân thức giấc. Trình tự các bước tập. Đầu tiên, chúng ta nằm thư giãn trong tư thế Savasana, hai chân tách rộng bằng vai, hai tay xuôi theo thân người, lòng bàn tay ngửa lên, giữ cho đầu thẳng hàng so với cột sống lưng, nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Trong suốt quá trình tập, toàn thân giữ bất động và giữ mắt nhắm lại. Hãy điều chỉnh lại cơ thể sao cho cơ thể nằm ở một vị trí thoải mái và dễ chịu nhất. Khi cơ thể ổn định được tư thế nằm rồi, chúng ta nằm yên trong suốt buổi tập. Chúng ta bắt đầu tập thiền thư giãn. Trước hết, chúng ta lắng nghe tất cả âm thanh từ bên ngoài. Đừng chỉ tập trung vào một âm thanh duy nhất hay cố suy nghĩ nhận dạng về một âm thanh duy nhất nào đó, mà hãy lắng nghe tất cả âm thanh từ bên ngoài, di chuyển nhận thức, ý nghĩ từ âm thanh này đến âm thanh khác. Lắng nghe những âm thanh gần nhất. Hãy lắng nghe lời Hùng hướng dẫn. Di chuyển ý nghĩ của các bạn theo lời Hùng nói. Mắt vẫn nhắm, toàn thân bất động. Chỉ có ý nghĩ là di chuyển theo lời hướng dẫn. Bây giờ chúng ta hãy quan sát và lắng nghe âm thanh của hơi thở. Quan sát sự chuyển động của vùng ngực, bụng mỗi khi chúng ta hít vào và thở ra. Hãy hít thở một cách thật tự nhiên, không cố gắng để làm cho hơi thở thật sâu hay dài ra, hay hít thở thật cạn và ngắn. Mỗi lần hít vào, chúng ta quan sát thấy bụng từ từ căng tròn lên. Sau đó ngực nhô lên. Khi thở ra, ngực, bụng nhẹ nhàng xẹp dần xuống. Chúng ta hãy đếm thầm trong đầu. Hít vào 9. Thở ra 9. Hít vào 8. Thở ra 8. Và tiếp tục đếm đến số 0. Hít thở một cách chậm, đều và thật tự nhiên. Hãy chuyên tâm vào việc luyện tập, đừng sao lãng. Nếu bất chợt chúng ta quên đi nhịp đếm, hãy bắt đầu lại từ đầu với con số 9. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hít thở kết hợp với nhịp đếm. Mắt vẫn nhắm, toàn thân bất động. Hãy nói với bản thân rằng,
tôi sẽ không chìm vào giấc ngủ. Hãy duy trì nhận thức xuyên suốt quá trình tập thiền thư giãn. Tôi sẽ không rơi vào giấc ngủ. Tôi sẽ không rơi vào giấc ngủ. Tôi sẽ không rơi vào giấc ngủ. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe lời Hùng nói. Khi Hùng nói đến bộ phận nào trên cơ thể, các bạn hãy di chuyển ý nghĩ đến bộ phận đó. Lặp lại trong đầu của mình, cảm nhận và thả lỏng. Ví dụ, khi các bạn nghe Hùng nói đến cánh tay phải, hãy nghĩ đến cánh tay phải, lặp lại trong đầu cánh tay phải, cảm nhận và thả lỏng cánh tay phải, nhưng giữ yên cánh tay phải và đừng cử động cánh tay phải. Chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ các bạn hãy nghĩ đến cánh tay phải, ngón cái của bàn tay phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải. Nghĩ đến tất cả 5 ngón của bàn tay phải, lòng bàn tay phải, mu bàn tay phải, cổ tay phải, lên đến cẳng tay phải, khuỷu tay phải, bắp tay phải, nách phải, bả vai phải. Hãy di chuyển ý nghĩ khắp cánh tay phải, từ mũi tay cho đến bả vai. Nghĩ đến phần lườn bên phải, hông phải, đùi phải, khớp gối phải, rồi tới bắp chân phải, cổ chân phải, lòng bàn chân phải, mu bàn chân phải, ngón cái của bàn chân phải, ngón thứ hai, ngón thứ ba, ngón thứ tư, ngón thứ năm, và tất cả 5 ngón chân phải. Hãy di chuyển ý nghĩ đi khắp phần thân phải, từ mũi chân lên đến hông, từ hông lên đến lườn, từ bả vai cho đến cánh tay phải. Di chuyển ý nghĩ đi khắp phần thân bên phải. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển ý nghĩ sang cánh tay trái, ngón cái tay trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái, ngón út trái, tất cả 5 ngón tay của bàn tay trái, lòng bàn tay trái, mu bàn tay trái, cổ tay trái, lên tới cẳng tay trái, rồi đến khuỷu tay trái, bắp tay trái, nách trái, bả vai trái. Di chuyển ý nghĩ đi khắp cánh tay trái, từ bả vai đến mũi tay. Tiếp tục nghĩ đến phần lườn bên trái, hông trái, đùi trái, khớp gối trái,
bắp chân trái, cổ chân trái, lòng bàn chân trái, mu bàn chân trái, ngón cái của chân trái, ngón thứ hai, ngón thứ ba, ngón thứ tư, ngón thứ năm, tất cả năm ngón chân trái. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển ý nghĩ đi khắp phần thân trái, từ mũi chân lên đến hông, từ hông lên đến lườn, từ bả vai cho đến mũi tay. Di chuyển ý nghĩ đi khắp phần thân bên trái, bây giờ chúng ta hãy thả rơi toàn bộ cơ thể xuống sàn nhà, cảm nhận sức nặng của cơ thể đang tì sát xuống sàn nhà. Hãy cảm nhận từng vị trí của cơ thể đang tiếp xúc với mặt phẳng sàn nhà. Từ gót chân, chúng ta chậm rãi di chuyển trở lên đầu, không bỏ sót một vị trí nào, thật chậm rãi di chuyển ý nghĩ. Hãy cảm nhận vùng đầu đang tiếp xúc với sàn nhà, di chuyển lên đỉnh đầu. Chúng ta tiếp tục với phần thân trước, trán, lông mày bên phải, lông mày bên trái, chính giữa hai đầu lông mày, đây là vị trí con mắt thứ ba. Nghĩ đến thái dương bên phải, thái dương bên trái, gò má bên phải, gò má bên trái, cánh mũi bên phải, cánh mũi bên trái, chóp mũi, lỗ tai bên phải, lỗ tai bên trái, khóe môi bên phải, khóe môi bên trái, môi trên, môi dưới, hàm răng trên, hàm răng dưới, lưỡi, cằm. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước gương và ngắm nhìn gương mặt của chúng ta ở trên gương. Hình dung và thấy tất cả các chi tiết của gương mặt trên gương. Tiếp tục nghĩ đến cổ họng, lồng ngực bên phải, lồng ngực bên trái, chính giữa ngực, ngay tim. Nghĩ đến toàn bộ phần ngực, và tiếp đến là phần bụng trên, phần bụng dưới, chính giữa bụng, ngay rốn. Toàn bộ phần bụng. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển ý nghĩ đi khắp cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến mũi chân, phần thân trên. Và từ gót chân lên đến đỉnh đầu, phần thân dưới. Thật chậm rãi di chuyển ý nghĩ đi khắp cơ thể. Chúng ta hãy thực hiện 3 lần như vậy.
mắt chúng ta vẫn nhắm, toàn thân bất động, chỉ có ý nghĩ là di chuyển. Hãy lắng nghe lời Hùng hướng dẫn, và căn cứ theo lời hướng dẫn, các bạn hãy di chuyển ý nghĩ và nhận thức. Điều đó có nghĩa là các bạn đang ra lệnh cho bộ não, ra lệnh cho ý nghĩ của các bạn làm theo lời Hùng nói. Hãy cảm nhận rằng chúng ta không còn là tâm trí này nữa. Chúng ta đang vượt qua giới hạn tâm trí của chúng ta. Hãy cảm nhận một cảm giác thật cao cả và thiêng liêng đang ngự trị trong chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nói với bản thân rằng chúng ta đang đứng từ phía bên ngoài và ngắm nhìn vào cơ thể của chúng ta đang nằm bất động dưới sàn nhà như một xác chết. Lúc này, ta cảm nhận thấy tâm trí của chúng ta đang rời xa dần cơ thể. Đây là phương pháp tập luyện để di chuyển và tách rời tâm trí, tách rời ý nghĩ ra khỏi cơ thể xác thịt thông thường. Chúng ta tiếp tục tập luyện trí tưởng tượng. Hùng sẽ nói đến vài tình huống và các bạn nghe theo lời Hùng nói. Hãy tưởng tượng, hồi tưởng lại cùng với cảm xúc của bản thân. Trước khi tập thiền thư giãn, các bạn đã làm những gì hãy nhớ lại. Tiếp đến, nhớ lại những việc đã làm vào sáng nay, 30 phút sau khi thức dậy, trình tự từng việc một mà các bạn đã làm. Hãy hồi tưởng nhớ lại một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, những việc đã làm vào trong ngày này. Nhớ lại cảm giác hạnh phúc vui vẻ nhất trong cái ngày tuyệt vời này. Bây giờ hãy hồi tưởng và nhớ lại một ngày đau khổ, buồn bã nhất trong cuộc đời của các bạn. Việc gì đã xảy ra và khiến cho các bạn đau khổ? Bây giờ, hãy nghĩ đến một dịp mà các bạn đã gặp lại một người bạn thân. Bạn đã nói những gì và cư xử thế nào với người bạn này? Hãy nhớ lại và hồi tưởng lại cảm xúc của các bạn vào ngày này. Hãy nhớ lại dịp cuối cùng bạn gặp một người mà bạn vô cùng ghét cay ghét đắng. Bạn đã nói những gì và cư xử thế nào với người này? Hãy tưởng tượng, các bạn đang đi ngoài trời, vô tình có một cơn mưa ập đến, làm ướt cả người. Hãy cảm nhận làn nước mưa đang thấm ướt trên làn da. Và một ngày trời thật nóng bức và oi ả, hãy cảm nhận cảm giác thật nóng nực, người ướt đẫm mồ hôi. Một lần nữa, chúng ta hãy quay trở về với hơi thở, quan sát hơi thở. Lúc này, nhịp thở của chúng ta trở nên chậm và đều hơn. Chúng ta cảm thấy thật thư giãn,
hạnh phúc và an bình. Hãy di chuyển ý nghĩ đi khắp toàn cơ thể, từ đỉnh đầu đến gót chân. Và từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Từ từ đem tâm trí trở về với cơ thể, cảm nhận cơ thể, nhận thức vị trí của hai tay, vị trí hai chân, vị trí toàn bộ cơ thể đang nằm trên sàn nhà. Hãy nhớ lại vị trí bốn bức tường, vị trí trần nhà và tất cả các vật dụng trong phòng. Khi đã hoàn toàn nhận thức được cơ thể và môi trường xung quanh, chúng ta nhẹ nhàng cử động các ngón tay, nhẹ nhàng cử động các ngón chân, nhẹ nhàng cử động hai tay, hai chân, toàn bộ cơ thể thật nhẹ nhàng. Nghiêng đầu qua bên phải, nghiêng đầu qua bên trái, mắt vẫn nhắm, khép hai gót chân lại, duỗi các ngón chân thẳng ra, hai tay duỗi thẳng qua khỏi đầu, đan các ngón tay lại với nhau, hít sâu, dướn căng toàn bộ cơ thể. Sau đó co hai gối lại, nghiêng người sang bên phải, tay trái chống trước ngực, từ từ ngồi dậy. Ngồi vào tư thế thoải mái nhất, chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng áp hai tay lên mắt, chậm chậm hạ tay, mở mắt nhìn theo tay. Kết thúc bài tập thiền thư giãn. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút bình an và tự tại trong tâm hồn khi tập thiền thư giãn.